Bây giờ xin mời bà con mình nghe truyện dài của Thế Uyên mang tựa đề Tiền Đồn. Tập thứ nhất. Ba tiếng súng nổ phía đồn, bốn nghe rõ đủ ba tiếng kế tiếp trong cơn ngủ chập chờn nhưng không muốn thức tỉnh ngay. Chàng xoay mình, chiếc áo còn ướt mồ hôi ở lưng dính vào vải võng. Chàng mở mắt chậm chạp, bầu trời sáng trăng, những đám mây trên cao viền bạc óng ả. Bàn tay tự động quờ quạng mở máy lúc nào không rõ. Bây giờ tai chàng bắt đầu nghe thấy tiếng u u phát ra. Một đám mây tiến đến che khuất mặt trăng. Vùng bóng tối lan dần từ phía khoảng trống cuối chợ. Tiến nhanh lại toán quân. Những bóng đen thẫm nằm bất động từng vệt trên đất. Chàng ấp ống nghe vào tai, đưa chân đạp hiệu thính viên nằm cong queo dưới đất. Địch tấn công lớn gần bến xa. Tiểu đoàn ba bị vây. Lệnh mở đường và giữ an ninh lộ trình cho tiểu đoàn dù đi đường bộ nên tiếp viện. Một bóng đen tiến lại gần thì thào. Vũ đâu? Chỉ huy Vũ nằm đâu? Vũ cầm nút nhựa cứng gõ vào thành bi đông, tiếp tục tu nước. Bóng đen lại ngồi cạnh khum tay hút thuốc, đầu lửa đỏ lóe sáng soi rõ bộ cầm trâu lõm chõm. Các binh sĩ đã tỉnh ngủ, lai hoai tháo võng gặp áo mưa. Những bóng đen lập lờ sau hàng cột chợ, những tiếng leng keng của các bi đông mở nút, tiếng bắn súng va thầm trên đất nện. Vũ đeo dây đạn vào người, dựng khẩu súng vào vai, có tiếng một binh sĩ chửi rủa nho nhỏ, chàng khom tay hứng nước từ bi đông chảy ra, té lên mặt. Tỉnh hẳn ngủ, nhìn khu chợ như sáng bừng lên dưới ánh trăng không còn mây che, chàng thấy mệt mỏi. Hy quay lại xoay tay đưa điếu thuốc lại cho chàng châm mồi. Trong độ ba xong chưa? Chàng gật đầu. Bố biết lệnh chưa? Chàng làu nhàu. Nghe ban nãy rồi, 1 giờ đêm mới về đến đây, 3 giờ sáng đã xuất quân. Một bóng đen băng nhanh qua sân chợ lại gần Hy hỏi nhỏ. À, đi chưa đại đội trưởng? Hy đứng dậy bỏ điếu thuốc xuống đất lấy chân đạp mạnh. Trung đội ba đi bên trái đường. Chàng gật đầu, trung sĩ ra thì thào. 6 giờ sáng trung đội mình mới phải đi đầu chứ chuẩn quý. Vũ tự dưng cáo kỉnh. Chàng chưa bao giờ quen với tình trạng tị nạnh từng ly từng tí giữa các đơn vị lớn nhỏ. Giữa từng chiến binh của đơn vị này, chàng cố giữ khỏi lớn tiếng. Hey, được rồi, tiểu đội 2 trực trung đội đêm nay đi trước. Đúng 6 giờ sáng đổi phiên cả trung đội lẫn tiểu đội đi đầu. Rắc rối. Chàng làu nhào. Nào có phải đi sao mà không chết đâu. Toán quân lầm lũi ngái ngủ di chuyển dưới ánh trăng. Len lỏi phía sau các ngôi nhà kín mít im lìm, một hàng rào chắn ngang, binh sĩ tay giơ cao súng tay cố ấn dây kẽm gai xuống xoạt chân bước qua, tóm phía sau dòng cục chờ đợi, có tiếng ngáp dài, Vũ lắng nghe tự hỏi âm thanh phát xuất từ hàng quân hay trong nhà, chàng xoạt chân vượt qua hàng rào, kẽm gai lướt sắt trên mông, chàng tự dưng thấy thèm ngủ đến độ muốn nằm ngay xuống giữa hai luống rau, nằm ngủ cho tới sáng. Toán quân tiếp tục đi, một vạch dài đen thẫm im lặng, uống công lên lõi giữa các nhà kín mít. Trăng sáng thật sáng làm nổi lên một tiếng chửi thề trên giọng khàn hạ thấp của một binh sĩ bị kẽm gai móc vào chân. 4 giờ sáng có lệnh dừng quân bố trí, Vũ cho trung đội đóng dài dọc lộ phía sau lớp nhà, hút thuốc trong chiếc mũ ốp trên tai, âm thanh rì rào của máy truyền tin, hiệu thính viên thì thào xen lẫn với tiếng hít sáo nhỏ. Thanh ba gọi thanh nghe không trả lời, thanh ba đã đến vị trí ấn định, thanh ba đã tới vị trí ấn định. Đoàn xe tải tiếp viện bắt đầu xuất hiện, những khối đen to dần trong tiếng động cơ ầm ĩ, những ngọn đèn xanh ngụy trang leo lét như mắt mèo. Vũ đứng dậy, đeo súng lên vai, gắn điếu thuốc lên miệng ra đứng ven quốc lộ, tựa lưng vào cột hàng rào. Những bóng đen bất động trên xe, một vài đốm lửa đỏ hình như hướng về phía chàng như một lời chào không thành tiếng. Ánh trăng tràn đầy, loang loáng trên các đỉnh tròn của mũ sắt, lẫn trong tiếng động cơ vang lớn, đoàn xe đã đi qua. Vũ nhìn theo chấm đỏ chiếc xe cuối cùng, vơ vẩn nghĩ tới đơn vị bạn đang thất thế. Cầm cự từng phút cũng dưới thứ ánh trăng này, chàng trở lại chỗ cũ ngồi tựa cửa căn nhà, tay quàng lên bắn súng ngủ thiếp đi. Cánh cửa lay động như muốn mất hút về phía sau, Vũ giật mình vùng quay lại, trời đã hửng sáng. Người đàn bà bất động đặt nguyên tay lên trên cánh cửa nhìn những người lính ngổn ngang ngoài thềm, không ngạc nhiên, không sợ hãi.
Phía trong ba đứa trẻ ngủ lăn lóc trên chiếu trải ngay dưới đất. Vũ giơ tay che miệng hỏi qua tiếng ngáp. Sao bác để các em ngủ dưới đất? Dễ đau bệnh lắm. Người đàn bà trả lời không mỉm cười, không nhăn nhó. Phải đành vậy, nằm giường đâu có chạy đặng kịp. Dạo này đánh nhau quá trời đi chú. Vũ đứng dậy vươn vai nhìn một vùng trời đất bắt đầu ửng đỏ. Ra sân múc nước té vào mặt, châm một điếu thuốc, nghĩ tới một ngày vất vả đương chờ đợi. Mấy giờ rồi anh? Không biết. Anh xem đi. Đầu người con gái đè nặng trên bụng, ánh trăng phản chiếu từng đợt sáng trên tóc khi thiếu nữ cử động, định cúi xuống mỉm cười. Đồng hồ anh để trong túi quần trái, em lấy mà coi. Bàn tay nhỏ trắng vùng lên lách giữa những lớp vải tìm kiếm, những đầu ngón tay cử động mơn trớn trên đùi chàng. Thiếu nữ giơ đồng hồ lên, nghiêng đi nghiêng lại để tránh ánh trăng phản chiếu trên mặt kính. 3 giờ rồi anh. 8 giờ anh mới đi, bọn mình còn nhiều thì giờ. Định cúi xuống, thiếu nữ đang ngậm ngón tay trỏ của chàng, đầu lưỡi nóng ẩm ướt trên da, ánh trăng động lại 2 vết nhỏ trên đôi mắt mở lớn. Chàng nghi ngờ, đưa tay vuốt khẽ mắt tìm thấy vết ẩm ướt, Linh vòng bàn tay qua gáy chàng, trứng người lên hôn, định giữ nguyên vị trí, đôi môi nàng mấp máy tìm kiếm. Chàng bất động, bàn tay ấp lên trên gáy cử động yếu dần và bây giờ, Linh đã buông đầu vào lòng chàng, những giọt nước mắt xuất hiện từng khối trắng động lớn dần. Tại sao em không cản anh đi sư đoàn? Linh, em biết lúc ấy em cản anh sẽ trút đơn lại mà. Thiếu nữ cựa người, một giọt nước mắt, chàng trông rõ một giọt nước mắt lăn xuống gạch. Em không muốn, nhưng tại sao anh cứ phải ra trận mới được? Anh tưởng em sẽ tìm được cái gì cho anh ở đó. Không có gì đâu anh, không có gì hết đâu anh. Em biết thế, em là đàn bà, em yêu anh, em biết rằng không có gì ở đó cho anh đâu. Định nín lặng, nghe tiếng đoàn xe lửa lớn dần. Ác tiếng nói của Linh, bây giờ đoàn tàu đã đi qua, ánh trăng tiếp tục trên sân gạch. Trên những trái tầm ruột góc sân bên kia, chàng tựa đầu vào vách tường khép mắt gần kính để nhìn những ánh sáng lấp lóe trên hàng mi. Em không muốn cản anh bởi vì em biết anh chỉ có thể sống yên bên em sau khi tham dự cuộc chiến. Mỗi người đàn ông cần phải trải qua một cái gì đó mới có thể sống yên. Ây, đừng có lo cho anh. Bàn tay Linh đưa lên lục lọi túi áo lấy bao thuốc, đặt một điếu vào môi chàng, ánh bật lửa bùng lên. Nét mặt Linh xuất hiện gần như vui vẻ làm chàng ngạc nhiên và cảm thấy đau nhói trong lòng ngực. Cái chết xuất hiện, lẫn quất với nụ cười, không rõ ràng như thế, chàng tin sẽ có thể chết. Có lẽ vì sự có thể này chàng đã xin đi đơn vị tác chiến, có phải chỉ vì thế? Em biết tại sao anh muốn ra trận không? Em đã nói rồi, anh cần phải trải qua chiến trận, để làm gì, vì tự ái đàn ông, vì kiêu hãnh làm người hay vì cái gì nữa em đâu biết. Em chỉ biết em không nên cản trở anh, em chỉ biết anh chỉ có thể sống yên bên em sau khi đã trải qua cuộc chiến tranh này. Linh ngừng bặt vì chàng đã vòng tay nâng lên hôn, ngậm đôi môi nóng và cắn mạnh, thiếu nữ muốn kêu nhưng âm thanh không thoát ra. Không hiểu sao em tin rằng em sẽ chết trước anh đấy, anh yêu. Định cười, nhặt điếu thuốc còn cháy quăng lăn lóc bên cạnh hút tiếp. Em tin có linh hồn không Linh? Em không biết nữa, nhưng em mong rằng có. Bởi vì như thế dễ sống và dễ chết hơn, có đúng thế hay không? Không biết, nhưng anh chàng biết chắc đã nhiều lần luyến tiếc vì thời kỳ thơ ấu. Thời kỳ chàng tìm thấy, cảm thấy có những vị thần linh dữ tợn sống trong các hốc cây đại thụ. Những con ma lạ lướt trên rễ đa và những nàng tiên lang thang vơ vẩn trong không gian, đi tìm những đứa trẻ đang khóc vì mất đồ chơi 2 tuổi hổ vì cha mẹ mắng. Chàng nhớ lại thật rõ rệt 4 bức vách quét hắc ính căn phòng chứa xác tòa nhà bác sĩ một thị trấn xa, nơi chàng ở nhờ khi tới đáo nhiệm sở mới, chung quanh vườn trọng ôm tùm. Cành lá triệu nước của mùa mưa kéo dài, nửa đêm chàng nghe thấy tiếng cạo sữa, cửa thông sang phòng đầu bên cạnh. Trong giấc ngủ chập chờn, ý thức như ghi nhận những vết cào xước ấy ngay trên sọ. Buổi sáng trở dậy đi quanh nhà xem xét, chàng thoáng lạnh người khi không tìm thấy trên các cửa một vết cào nào. Khu nhà trọng không có chó, không có mèo, người đàn bà làm vườn trợn mắt thì thào.
Ông không biết à, xua tay bắn mấy chục người ngoài giường, sắp xếp cả trong phòng đó, phòng chứa xác của ông đốc tờ. Đêm sau chàng đi uống cà phê khuya trở về tắt đèn, cầm chiếc đèn bấm đi rừng thu người trong góc phòng chờ đợi. Khi tiếng cào bắt đầu, chàng trón trén tiến lại gần, chậm lên đập tung cửa nhào sang bồn chứa đầu, dưới ánh đèn bên quạt ngang dọc. Không dấu vết một sinh vật, nhưng cửa chiếc tủ kê nghiêng đang từ từ mở một cánh, tim thắt lại lạnh giá. Chàng nhảy chồm tới mở tung cánh cửa còn lại. Dưới ánh đèn, một con chuột lớn đang lẩn trốn sau dãy chai lọ và đổ loãng xoảng. Khi nhảy tới chàng tìm gì? Một bóng ma hiện hình, một con quỷ không đầu hay một hồ ly sọ tóc đang khát tình? Chàng không hiểu rõ, chỉ biết đã thấy thất vọng đến tận xương tủy khi thấy một con chuột dương mắt lấp lánh sợ sệt, bàn tay nóng của Linh ấp lên má chàng. Anh nghĩ tới cái gì thế? Anh tự hỏi có linh hồn hay không? Tự dưng một nỗi thiết tha với cuộc đời thiết tha mạnh mẽ tới độ làm cơ thể chàng trung lên nhức nhối, chàng nói dồn dập. Trong đời anh chưa thấy người đàn bà nào yêu mạnh mẽ như em. Vậy nếu em chết trước, anh sẽ lấy vợ khác. Đêm tân hôn anh sẽ mang tới căn phòng xưa bọn mình đã sống ở Đà Lạt tuần trăng mật. Anh sẽ để cô nàng trần truồng nằm trên giường, rồi mở lớn cửa sổ gọi tên em. Nếu có linh hồn em sẽ phải hiện về. Nếu không sao cái chết sẽ không còn gì nữa. Em hiện về không linh, anh sẽ gọi tên em thật to cho cả vùng đồi, cho cả tới tận nghĩa trang có mộ của em. Thiếu nữ níu tay qua vai người đàn ông ngồi dậy mắt mở lớn. Em sẽ về nếu có linh hồn bằng bất cứ. Thiếu nữ vùng úp mặt vào vai chàng khóc nức nở nghẹn ngào. Anh nói thật đi anh, sau cái chết anh còn tin có gì nữa không? Còn gì nữa không? Định bế thiếu nữ vào nhà qua chiếc sân ánh trăng đã nhạt, chàng hơi dừng lại trên bậc cửa. Nhìn lên bầu trời phía đông đã bắt đầu trắng sáng trước khi cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Nằm phủ lên linh chàng không thấy thèm muốn, nhưng chàng muốn vô cùng mãnh liệt vào sâu trong cơ thể phía dưới của người khác kia, kẻ khác kia, những thúc đẩy trung rẩy của cơ thể chàng tìm kiếm đương hòa hợp với linh, người khác kia, không có nghĩa gì hơn, không mang một giá trị gì hơn là biểu lộ một chống đối thật nhỏ và vô ích với khoảng không có gì hết sau cái chết. Khi thân thể trung chuyển mạnh trước phút cao độ của đàn ông, vinh vùng siết chặt những ngón tay có móng nhọn chới với trên lưng chàng, những câu nói nàng thốt ra chàng không hiểu rõ, nhưng cảm thấy một chuỗi tiếng kêu tuyệt vọng từ ngàn xưa của con người khi biết chẳng bao giờ thoát khỏi cái chết đang chờ đợi. Súng cối ở đồng bắn, chị ba nhấc đầu khỏi gối lo ngại, nín thở nghe ngóng, thân thể cứng lại trong chờ đợi tiếng nổ lớn kinh hồn. Chiếc đồng hồ lấp loáng ánh dạ quang xanh mờ vẫn kêu tích tắc trên bát sát giường. Xung quanh im lìm, tiếng một con chó sủa ở xa, một con mối tắt lưỡi trên vách. Không có gì cả, chị thở vào, chắc thằng B đạp chân vào vách, không phải tiếng súng cối bắn đi. Chị tự hỏi mấy giờ, bực mình khi nhớ ra ban nãy có ngó vào đồng hồ nhưng không nhớ là mấy giờ. Chị lầm còn ngồi dậy, đưa tay cuộn mái tóc rủ rượi lên đầu, gáy và bàn tay đều nhốt mồ hôi nóng bừng. Mới có 3 giờ, qua khe vách ánh trăng từng vệt cắt ngang thân hình anh ba và thằng B nằm phía ngoài. Chị cúi xuống, người đàn ông ngủ say, tiếng thở đều đều. Anh ơi, hình như có tiếng súng ở đồng. Người đàn ông ầm ừ, co hai chân lên, một khoảnh khắc ngắn bằng chân bám đất hiện rõ dưới ánh trăng. Ê, để tôi ngủ sáng đâu nào. Chị lai chồng khe khẽ. Anh cứ dậy thử coi, lỡ mấy ông bắn thiệt chung vô hầm đâu có kịp. Chị đưa tay quàng lấy đầu chồng kéo lên. Đầu gối người đàn ông lọt vào giữa hai đùi ấm áp, làm chị tự dưng muốn khép hai chân lại. Vợ chồng vừa đôi co lúc tối, chị muốn ăn nằm từ chiều. Từ lúc anh ba xối nước ngoài sân, cái mông cứng lâu láng nước làm chị nóng ran từ dưới lên trên. Chị cố ru cho thằng B và khi nó đã ôm cái chăn dạ lính ngủ, anh còn lúi húi đang gì không biết ở căn bên. Chị dục tắt đèn, một lần hai lần anh không nhúc nhích. Có tiếng dao chặt nhẹ và tiếng cười. Có người nghèo mà ham quá ta. Nghe tức điên chị không thèm nói nữa, quay mặt vào vách cố ngủ. Anh kéo ngửa ra, chị vùng vằng không chịu. Anh lao người lên đè trên cánh tay đau nhói.
Chị càng tức, co chân đạp tung anh xuống đất, sau cùng cả hai cùng ức nằm cạnh nhau im lặng. Về khuya chị thao thức không ngủ được, người vẫn trăm trang bức trước. Chị xoay người lại ép sát vào chồng, chị biết anh chưa ngủ nhưng anh nằm im, chẳng lẽ chị lại giàn hòa trước. Chị toan tính quẩn quanh, mong có tiếng súng nổ để cả vợ chồng con cái leo xuống cái hầm dưới gầm phản. Thế là tiện, khỏi phải ai giàn hòa với ai hết. Nhưng đêm nay yên tĩnh, trăng sáng chắc mấy ông trong đồn nhớ vợ nhớ con không buồn động tĩnh. Chị ấm ức với tất cả, chẳng lẽ lại đưa tay ra trước để anh chàng sáng mai làm tàn, chịu đâu nổi. Bây giờ không gian bốn bề yên tĩnh, trăng sáng như ban ngày ngoài vách và người chị thì như thế. Chị đưa tay xoa bộ ngực căng tức sữa, một cảm giác buồn buồn bức rứt lan khắp người. Phía dưới bụng như căng ra, chị bước xuống đất tiến đến sát vách đối diện nhìn qua khe. Hàng hiên sạch trắng dưới ánh trăng, dưới mấy bóng cây ngoài vườn không hình dạng nào khả nghi. Đêm nay không có toán quân nào tới đóng quanh nhà. Chị toan mở cửa ra ngoài nhưng lại thôi, biết đâu mấy ông lại không nằm phía chuồng bò bên kia. Bước ra dám bị đạn lầm, ai biết được mấy ông ở chỗ nào. Lễ thấy rồi, ban đêm ra khỏi nhà không cầm đèn bắn chết bỏ. Tuần trước trăng cũng sáng, bà Hương ấp trên nửa đêm ra ngoài đi cầu bị bắn gãy cẳng, còn nằm nhà thương trên tỉnh chưa về. Thôi ở trong nhà là hơn, dù chị rất ghét làm việc này trong nhà. Anh ba nằm kia tấm ảnh nhìn chị còn ngượng nữa là, những lúc thế này chị muốn già phúc cho rồi để có thể như mấy bà tiện đâu ngồi đó. Chị cúi xuống cẩn thận kéo cái chậu xa vách cho vừa tầm. Chị tụt quần ngồi cố giữ cho tiếng nước khỏi vang động, có tiếng cười nhỏ trên giường thì phải, chị không dám chắc có phải không. Lại gần giường chị khe khẽ leo lên, một cánh tay đột nhiên quàng qua lưng vít xuống, chị vùng vẫy thì thào. Khéo đè lên thằng nhỏ, hey, đè lên đâu cũng được, làm tàn hoại à. Chị dãy dụa cố soi người ép vào vách, chẳng biết ai làm tàn. Đột nhiên chị chống tay ngồi lên, có tiếng động cơ lớn dần ầm ĩ dữ dội. Anh ba nới lỏng tay úp trên ngực vợ, nghe ngóng. Đoàn xe vụt trên lộ bên kia vườn, hết chiếc nọ đến chiếc kia, sau cùng tiếng động cơ nhỏ dần khuất đi. Chị thả người nằm xuống hất chồng ra ngoài thì thào. Thôi mình, mấy ông hành quân lớn đạn bắn tùm lum bây giờ, tôi không chịu xách quần tục vô hầm như bữa trước đâu. Ê, thì ông quần tục vô đã sao, như bữa trước đã sao? Chị thẹn nóng bừng má, bữa đó súng nổ tứ tung, ngồi sát vách đất hầm tay ôm mớ quần áo, tay bồng đứa nhỏ mà ảnh còn tiếp tục. Nỗi ngượng, nghĩ lại làm chị bơ thờ, tứ chi sao lãng thủ thế, anh ba lợi dụng lao ngay lên, chị vùng người không kịp, chị nói nhỏ, ý làm khẽ chứ, cho thằng nhỏ nó ngủ. Chị lơ mơ nghĩ sáng mai phải dậy sớm ra chợ bán thúng khoai mì, chắc 9 giờ là hết. Tới hàng vải mua cho thằng nhỏ chiếc áo, cái màu đỏ chị ngắm nghía từ ba bữa nay. Tiếng anh thở mạnh, chị chợt nhận thấy hơi ùa ra khỏi miệng mình còn mạnh hơn. Rồi chị chẳng còn nghĩ còn nhận thấy cái gì nữa. Hy trải tấm bản đồ bọc nhựa xuống cỏ, cầm bút chấm. Nắng hắt lên nhựa bọc làm phủ nhăn nhó khó chịu. Trung đội 3 hôm nay trực đi bên phải quốc lộ, trung đội 2 đi bên trái, tôi và Trừ Bị đi sau trung đội 2. Có tiếng hít sáo vang lên từ máy truyền tin, Vũ đưa tay lên cầm ống liên hộp, trả lời, lưỡi chàng chuyển động khó khăn, miệng khô khan thèm thuồng một ly cà phê sữa đặc quánh, chàng cài ống nghe vào đai vải quay lại nói, tiểu đoàn báo cho biết có một đại đội biệt động quân từ bên kia sông rút sang theo lộ trình này. Vũ cầm bút vạch trên bản đồ, tiểu đoàn dặn phải cẩn thận không động lầm, họ sẽ tới ngã tư đất đỏ rồi theo quốc lộ về tỉnh. Hy gạch chữ thập lên bản đồ. Ê, khỏi lo động lầm, một giờ nữa tối đa đại đội mình vượt qua ngã tư rồi. Vũ nhớ khi qua ngã tư cho bắn càng quét vào rừng bên phải. Vũ khó chịu lào bào, chàng rất ghét cái lối nổ súng bừa bãi khi không có địch. Chàng đứng dậy vươn vai hỏi, chắc có địch ở số nhà đó không? Hy gặp bản đồ đút vào ngực áo. À, một trung đội du kích, thằng tư tưởng bảo vậy cứ biết vậy đã, nhưng mong rằng tin nó sai.
Khi len lỏi sau các dãy nhà, các ruộng khô gần tới ngã tư, Vũ hết sức mong tin đó sai, xe chàng đổ dồn cục, các hành khách đứng từng nhóm nhỏ nhìn về phía trước, chàng cho quân ép sát lộ. Một người đàn bà đi tiêu lúng cuốn kéo quần đứng dậy, một ông già tiếp tục đái, thẳng nhiên nhìn toán lính sắp lại gần, cho quân bố trí sau bờ tre, chàng gọi hiệu tính viên đi cùng lại ngã tư, hỏi mấy người tài xế đang ngồi ngổn ngang hút thuốc. Có màu phải không? Mấy cái? Một người mặc áo lính trận cũ lem lút dầu mỡ đứng dậy. À, tụi tôi không rõ. Vừa tới chỗ bờ ấp kia thì bị mấy ổng hét bắt trở lại, tụi tôi trở lui có tới 2-3 cái màu gì đó. Vũ cầm máy gọi Hy. Thanh thấy gì không? Thanh ba chẳng thấy gì cả. Chàng nhìn qua ngã tư, bên phải đường là khoảng trống dài gần một cây số, cây mọc thấp ngang đầu tới mép rừng. Phía xa bờ ấp cao vẫn như bức tường, một khẩu trung liên đặt ở đó. Trung đội chàng chỉ có nước nằm chịu trận. Vũ nói vào máy. Thanh cho Thanh hai tiếng bước dùm, bên đó có rừng cao su. Tiếng Hy trả lời biến giọng qua ống nghe. Tôi có lạnh như thế rồi, nhưng thằng Thanh hai không dám tiếng, đồ gà chết cả lũ. Thôi, Thanh ba tiếng đi, tôi yểm trợ cho. Trung đội mở rộng hàng qua ngã tư rồi đứng lại, các binh sĩ nhìn khoảng trống dài trước mặt, phía xa thành ấp đất trắng vững chãi. Vũ bực dọc tiên phong lên đi đầu, chàng mệt và chán không muốn chửi rủa gì nữa. Mọi sự là như thế rồi, không thể sửa đổi, sức không đủ cho chàng sửa đổi bất cứ cái gì. Tay đặt trên cò súng đã nhờn trong mồ hôi, chàng cố tập trung quan sát vào bờ ấp. Yên tĩnh, bất động, còn xa quá, không thể phân biệt được chi tiết, đột nhiên có tiếng la lớn phía sau. Dừng lại đi, đi nữa nó bắn chết hết. Vũ quay lại, toán quân trải rộng và dài về phía sau, xạ thủ trung liên tiểu đội đầu đi một mình, người tải đạn ngồi bệt xuống một quãng phía sau. Vũ tức giận, vẫn là bên cạnh một kẻ luôn luôn kêu than, luôn luôn tìm dịp nhảy dù về tỉnh, mỗi lần bị la hắn nhìn chàng như muốn gây lộn. Và nhiều lần chàng đã muốn đưa súng lên cho hắn một phát, rồi mọi sự muốn tới đâu thì tới, chàng la lớn. Lên đi, đứng đây nó quạt thì tập hết. Cận vẫn ngồi dưới đất nói trống không. Ê, lên nó còn chắc chết hơn nữa. Vũ thấy cơn giận biến thành một ước muốn giết người cuồn cuộn trong mạch máu. Chàng ngó cái bộ mặt lấp ló trên cỏ, đôi mắt lâu liên sợ hãi của Cận như thấy đó là tất cả những cái gì chàng thù hận trong cuộc đời này. Từ người vợ cằn nhằn cao có, đứa con hay đau quặt quẹo, cho tới lão tiểu đoàn trưởng đầu húi cua hay la hét, cho tới những nỗi cực nhục nhọc nhằn chàng đã phải trải qua cho tới lúc này. Lúc này, chàng đi trở lại súng hạ xuống tiến trở lại phía Cận, đôi mắt láo liên hấp háy dưới ánh nắng buổi sáng nhìn chàng. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời các bạn tiếp theo tập thứ hai.